Bà Sơn xin chào cô chú anh chị và các bạn. Chào mừng cả nhà mình trở lại với kênh Sức Khỏe 60 giây ha. Thì hôm nay Hoàng Sơn cùng cả nhà mình tham khảo các dòng nhiệt kế que mình hay đo ở miệng nè, kẹp nách hoặc là hormone cho em bé. Thì trên thị trường có rất là nhiều hãng sản xuất và rất là nhiều cái model khác nhau. Và có dòng như model Myrolife thì mình thấy có 3 dòng thông dụng đây nè. Thì có dòng rẻ và dòng mắc. Có thể nó mắc hơn là vì thêm chức năng như đo nhiệt độ phòng và đo nhiệt độ cho nước để tắm em bé. Và cái dòng mắc tiền hơn, có thể là đo nhanh hơn được, rất là nhanh, ví dụ như 10 giây. Còn thông thường thì mình những nhiệt kế khác mình có thể đo từ 30 giây đến 1 phút. Thì ở đây mình có 3 dòng ha. Những mẫu thông dụng mà Hoàng Sơn thấy trên thị trường đó là MT500. Cái dòng này là 90.000 ha. Còn cái dòng MT550 giá là 190.000. Còn cái này là MT850 giá là 250.000. Vậy khác nhau ở chỗ nào? Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về chức năng và cách sử dụng ha. Thì mình thấy cái dòng nhiệt kế que rất là dễ sử dụng. Như cái dòng rẻ tiền nhất hiện giờ mình thấy đó là nhiệt kế Thiện Ân, có tầm vài chục ngàn thôi, hình như là 20-30 ngàn gì đó. Cái đó thì nhiệt kế đo cực kỳ chính xác nha, nhưng mà nó nguy hiểm ở chỗ là nó rất là độc hại. Thì thường á, ngày xưa mình hay xài, bây giờ nếu mà gia đình á, thì cũng hạn chế, tại vì các bé nhỏ thường hay làm bể làm vỡ á, thì rất là nguy hiểm độc hại. Thì bây giờ mình sẽ thử mở nhiệt kế MT500 ha. Cái dòng này thì nó thông dụng bởi vì giá thành nó rẻ. Chức năng này thì nó đơn giản là đo thân nhiệt và có hai nhiệt độ, đó là nhiệt độ F và nhiệt độ C. Rồi, thì ở Việt Nam mình thường hay đo độ C ha. Rồi, cái dòng này thì thông dụng như vậy ha. Cái đầu que này mình sẽ đo thường là ngậm ở dưới lưỡi ha, mình ngậm trong miệng khoảng 30 giây. Còn nếu mà kẹp nách á, thì chúng ta nên giữ thân nhiệt mình ổn định ở ví dụ như nhiệt độ phòng đi, khoảng tầm 3 đến 5 phút. Rồi mình sẽ kẹp cái que này để cho cái độ chính xác nó cao hơn. Tại vì nhiệt độ ở miệng dưới lưỡi và hậu môn là chính xác nhất. Thường thì đó hậu môn á, mình phải có một cái bao vệ sinh mình bọc vào. Nhưng mà cái đó thường ở bệnh viện bác sĩ hay đo. Còn gia đình mình thì rất là ngại đo ở chỗ đó thì mình đo ở miệng ha. Còn kẹp nách á thì thường kẹp nách nó sẽ thấp hơn nhiệt độ ở miệng tầm khoảng nửa độ C. Nên là bà con mình có thể cộng thêm nửa độ để cho cái độ chính xác nó cao. Rồi, cái này nó chỉ có một cái nút nguồn thôi. Đây, mình thấy là nó chỉ có một nút nguồn, mình bấm một cái là mở lên. Mình ví dụ nè, ví dụ mình kẹp nách hoặc ngậm vô miệng nắm chặt. Còn nếu mà mình không tắt á, thì tầm khoảng 5 đến 10 phút thì nhiệt kế tự tắt ha. Còn cái cách chuyển đổi từ độ F sang độ C nè, Hoàng Sơn chia sẻ mình bấm vào giữ khoảng 5 giây. 1 2 3 4 5 vào chức năng chuyển ra nhiệt độ, sau đó mình bấm giữ 2 giây là sang F và bấm đè giữ 2 giây. Nó sẽ chuyển sang độ C ha. Cứ thế chuyển qua chuyển lại.
Dòng nhiệt kế thứ hai là MT550 ha. Rồi cái dòng nhiệt kế này thì nó cũng giống như dòng nhiệt kế MT500 vừa rồi. Vậy nó khác nhau ở chỗ nào? Nó khác nhau là nó sẽ đo nhanh hơn. Ví dụ giống như trẻ em mà đo giữ khoảng 30 giây cho đến 60 giây trong miệng thì rất là khó chịu ha. Thì cái này đo nhanh trong vòng 10 giây. Rồi, cái cách đo thì cũng giống như nhiệt kế que lúc nãy, là mình ngậm bên dưới lưỡi hoặc là mình kẹp nách ha. Rồi. Và cái đầu nó rất là dẻo nè. Đó. Cái đầu nó dẻo, nhiều khi mình kẹp nách đó, nó sẽ không có bị cứng ha. Nó sẽ đỡ khó chịu hơn. Ví dụ mình bị cắn mà nó vẫn cong qua cong lại được. Rồi cái dòng nhiệt kế thứ hai mà chúng ta thấy đó là nhiệt kế đo nhanh 10 giây. Rồi bây giờ tiếp tục cái dòng nhiệt kế thứ ba nha. Cái dòng này thì là MT850 ha. Nó có nhiều chức năng, chúng ta mở ra xem ha. Cái này có chức năng 3 trong 1 lận. Cái loại này thì là 250.000, loại nhiệt kế que mắc nhất của Myrolite. Một trong ba model. Rồi. Cái nhiệt kế này thì nó chống nước nha. Mình có thể lau chùi vệ sinh nó khá là dễ dàng, và đầu nhiệt kế dẻo nè. Đây. Và nó có thêm hai chức năng nữa. Đó là đo nhiệt độ phòng, nhiệt độ không khí nè. Và cái thứ hai là đo nhiệt độ chất lỏng, ví dụ giống như là nước để tắm em bé. Đầu tiên khi mình mở máy thì chúng ta sẽ có thể chuyển đổi ba chức năng nè ha. Hình em bé là đo người, hình nhà là nhiệt độ phòng, và hình dung dịch này nè là mình để đo dung dịch nước. Rồi ví dụ mình đo em bé đi, thì cái này cũng đo nhanh 10 giây. Khi mà hiển thị một cái tít như vậy thì chúng ta sẽ chốt cái chức năng đo đó. Rồi bây giờ mình sẽ kẹp nắp và cầm vô miệng ha. Rồi ví dụ là chúng ta ngậm vô thì tầm khoảng 10 giây ha, đo rất là nhanh, nhiệt độ tăng lên nè. Thank you.
nay thì Hoàng Sơn chia sẻ với cả nhà mình ba dòng nhiệt kế thông dụng và rất là dễ xài. Nhưng mà hiện giờ thì trên thị trường có rất là nhiều dòng nhiệt kế đo hồng ngoại, đo từ xa, ví dụ giống như là đo lỗ tai nè, hoặc là đo trên trán. Mình sẽ cách xa trên trán khoảng 1 cm, và mình có thể đo sữa hoặc nhiệt độ nước cũng cách xa 1 cm, mình không cần phải nhúng vô. Nhưng mà những dòng đó thì giá thành nó khá cao, nó gần trên dưới 1 triệu ha. Còn cái dòng này thì rẻ ha, tầm khoảng 250 ngàn trở lại thì chúng ta có thể sử dụng những dòng này. Và có thể những dòng rẻ tiền hơn, và rẻ tiền nhất là nhiệt kế thủy ngân ha. Rồi hôm nay thì Hoàng Sơn cùng cả nhà mình chia sẻ cái cách sử dụng những dòng nhiệt kế thông dụng của Myrolight nhiệt kế que. Đây, cảm ơn cả nhà đã theo dõi nha. Chúc cả nhà mình nhiều sức khỏe, và hẹn gặp lại video khác trên kênh Sức Khỏe 60 Giây. Rồi, tạm biệt.